Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Huy Đàm. Thì hôm nay mình đã lâu rồi mình không có quay video hướng dẫn cái gì hết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái app ở trong Fire Stick, Fire TV á, là các bạn có thể coi được mấy cái đài local, mấy đài news ở địa phương của các bạn ở Mỹ. Cái này đặc biệt cho ở Mỹ thôi nha các bạn. Mà cái app đó là app free. Thì nó dựa theo cái location của các bạn á. Ví dụ bạn ở Mỹ, bạn ở Houston, Texas thì nó sẽ show up mấy cái đài news với đài local ở Houston, hoặc là bạn ở ở Cali cũng vậy, hoặc là Boston, hoặc là Cincinnati, Ohio cũng vậy. Đó. Hoặc là bạn ở Florida, bất kỳ thành phố nào của bạn thì nó sẽ nhận dạng được cái định dạng cái internet của bạn, nó định dạng được thì sẽ nó bạn biến cái location của bạn ở đâu. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu á. Thì đây là cái TV của mình. Mà mình đã gắn cái Fire Stick vô. Bạn di chuyển lên cái nút home nè. Đó, thấy cái nút home không? Ở nút home nó hiện sáng lên, bạn bấm đi qua trái một bước. Có cái dấu search á. Bạn sẽ tìm cái từ khóa là gì? Bạn tìm từ khóa là Haystack TV. Haystack. Haystack. Stack. Rồi bây giờ bạn bấm tới đây á thì nó sẽ gợi ý với các bạn là Haystack nè, ở dưới nè, đó, đi xuống TV. Bấm vô đây một cái. Nó sẽ hiện ra Haystack TV Local and World News Free. Đó. Hơn 200 đài Local and World News TV Channel for free. Rồi. Nó free mà các bạn cứ bấm vô đây. Bạn bấm vô nó. Để install nó lên. Đó. Bấm thêm một lần nữa. Get free to download đó. Bấm vô. Rồi. Chờ khoảng vài giây. Sorry là cái màn hình TV của mình á, mình phải dán một cái tờ báo lên vậy á để tránh cái vi phạm bản quyền ở Mỹ đó, cho nên mình phải che lúc mà mình mở cái mấy cái kênh local lên đó. Rồi bây giờ sau khi nó download về xong á, nó hiện chữ open á, bạn bấm cái nút giữa của cái remote của các bạn nè, đó, bấm vô. Rồi bạn có thể sign in hoặc bạn có thể không sign in cũng được. Bạn bấm qua trái, bấm get started. Rồi, bấm vô nó. Rồi, bạn chọn next. Bạn có thể chọn những cái kênh channel bạn thích. Đó, như các bạn chọn current event được nè. Đó, bạn có thể chọn weather nè, hoặc là sport nè, night late show nè. Entertainment news nè. Rồi xong, cái bạn chọn hết, bạn bấm chữ next tiếp theo. Rồi bạn thấy không, cái follow shorts that you like, nó ghi là my location đó, Illinois, có nghĩa là mình đang ở sống ở Illinois của North Carolina đó, thì nó sẽ hiện ở trên đây. Hoặc là mình bấm vô đây, bấm chọn lại, mình có thể chọn là Cincinnati. Bén nó gạt bớt cái. Ây da. Trời ơi. Khổ ghê. Xin. Đây. Xin. Si. Nè. Next, bấm xong rồi, bấm next. Rồi. Rồi, bây giờ nó hiện chữ. Nó có nhiều lắm. Cincinnati, Ohio, Cincinnati, Iowa, Indiana, Kansas, Missouri nè, phải không? Thì bạn chọn Ohio đi. Bây giờ chọn Ohio, đó. Thì bây giờ nó ra cái những cái channel, cái location của Ohio ở Cincinnati, Ohio. Đó, bấm next. Rồi. Chọn những cái topic
mà bạn muốn xem. Ây da. Rồi, giống như bây giờ bạn hãy chọn topic là gì. Có thể là Ohio nè, Donald Trump nè, hoặc là coronavirus, hoặc là Donald Trump, hoặc là China, hoặc là bất kỳ gì đó. Rồi bấm đinh, xong. Rồi, khi tới đây nó sẽ hỏi bạn là bạn có muốn sign in vô không? Bạn chỉ cần chọn là sign in later. Rồi. Bây giờ cái Hey Stop TV của bạn đó đã work. Rồi. Chạy lại. Đó. Thì bạn có thấy ở bên trái không? Nó ghi là local Cincinnati nè. Bấm vô. Đó, tất cả những cái channel. Đây là tất cả những cái đài ở Cincinnati, Ohio. Thì ở đây có rất nhiều cái bạn có thể chọn là Editor Picks, ABC, CBS, Picks 11, ABC News, Picks News. Đó. Hoặc là bạn có thể chọn là Entertainment, Silent Tech, Late Night nè, Current Event nè, ABC News and Current Event Friday, Resident Trump Friday Acting White House Chief. Rồi bạn có thể chọn Sports nè. Rồi có cái channel đặc biệt là Coronavirus. Cách đây 1 giờ là News Site US Death 17 người luôn, 17 người. Wow. Đó, hoặc là CBS Miami nè. Rất là nhiều, kênh quốc tế cũng có luôn. Politics nè, Popular nè, Weather. Weather, bạn thấy ở bên dưới nè. Weather, bạn thấy bên dưới á, bên dưới góc trái đúng không? Bên dưới góc trái có chữ Weather hôm nay, ví dụ hôm ở Cincinnati là sunny nè, 42 độ F nè. Cao nhất là 54 độ, thấp nhất là 30 độ, gió bao nhiêu đó. Humidity nè. Đó. Đó là ở Cincinnati. Ngoài ra bạn có thể vô một setting, bạn chọn lại location của các bạn. Bạn có thể đánh cái zip code, hoặc là bạn có thể đánh cái tên thành phố đó. Ví dụ mình đang ở Illinois đi, mình bấm 2 8 6 4 5. Rồi mình bấm Next. Đó, là nó ra ở đây. Mình chọn nó sẽ update cái location của mình. Đó. Hoặc là bạn có thể chọn bất kỳ một cái nơi nào bạn đi. Ví dụ bạn đem cái Fire Stick, Fire TV của bạn đi qua một cái địa điểm khác, hoặc là bạn đi tới Houston đi. Rồi, để mình coi, mình chọn Houston, Texas là 77083 77083. À, cái này là dùng Southwest của Houston đó. Đó, Houston, Texas, zip code là 77083. Bấm Houston, Texas. Rồi, bây giờ nó hiện những cái channel của Houston. Đó. Đây, đây là news. News mà cái weather của ở Houston nè. Đó. Đó. Local Houston. Đây ABC, ABC ở Houston có ABC 13 Houston nè. Yeah. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này, để hướng dẫn bạn biết được cài một cái app trên Fire Stick, Fire TV để các bạn xem được các những cái channel, những cái local news ở ở Mỹ. Nếu các bạn nào ở Việt Nam á, thì các bạn phải bắt buộc phải cài thêm một cái ứng dụng là để fake cái IP sang ở Mỹ, rồi bạn chuyển được IP từ Việt Nam sang Mỹ thì bạn mới coi được những cái đài này.
nên nó mới định vị được cái location của các bạn. Cảm ơn các bạn đón xem và nhớ like, share, subscribe cái channel của mình. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.